chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 24 giờ thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2024 được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chi tiết. 115 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên tình ủy tháng 10 năm 2024. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí quý 3 năm 2024. Thường trực Thành ủy Pleiku đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức. Hồ tiêu tại Gia Lai có giá 145.700 đồng trên 1kg trong ngày 25 tháng 10. Gia Giai, 47 hộ dân tham gia mô hình cánh đồng lúa một giống DT100. Triển lãm nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 11. Chứ bứ tạo động lực giúp người dân thoát nghèo chị em song sinh giành hai huy chương vàng ở giải vô địch tại quân quốc gia. Giả mạo trang Facebook chùa Vạn Phật để lừa đảo. Kính thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Pleiku, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 10 năm 2024 bằng hình thức trực tiếp. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì với sự tham dự của 115 đại biểu là báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa 16, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy trường chính trị tỉnh gia lai báo gia lai đài phát thanh truyền hình tỉnh trưởng ban tuyên giáo mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin chuyên đề một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lạc phí. Theo đó, trong 9 tháng năm 2024, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện cả ở trung ương và địa phương. Cụ thể đã xử lý kỷ luật 155 tổ chức đảng, 200 45 cán bộ đảng viên, trong đó có 47 cán bộ nguyên cán bộ cấp cao diện bộ chính trị, ban bí thư, quản lý. Cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 768 vụ án trên 2.139 bị can. Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Đỗ Tiến Đông, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy thông tin chuyên đề, quán triệt chỉ thị số 30 của Ban Bí thư, thông tri số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hiện nay đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm xây dựng, phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tính đến đầu tháng 10 năm 2024, toàn tỉnh có 4 báo cáo viên trung ương, 48 báo cáo viên cấp tỉnh, 517 báo cáo viên cấp huyện và 5.004 tuyên truyền viên cơ sở. Kết luận hội nghị trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị thời gian tới cần tuyên truyền nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của tỉnh thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong thời gian đến. Trong đó chú trọng xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện và lãnh đạo chỉ đạo quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ đảng viên công chức viên chức tinh thần. Nội dung chỉ thị số 17 ngày 20 tháng 9 năm 2024 của ban thường vụ tỉnh ủy cùng với đó tuyên truyền nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng cán bộ đảng viên trong việc đổi mới nội dung định hướng gắn với tăng cường tính định hướng thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng Chiều nay ngày 25 tháng 10, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý 3 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Võ Hoàng Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo báo Gia Lai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Thường trực Hội nhà báo tỉnh cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, ngành, thường trú trên địa bàn tỉnh trong quý 3 2024, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo, định hướng đúng trọng tâm. Báo Gia Lai, Đài Phát Thanh, Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương ngành trên địa bàn tỉnh chấp hành luật báo chí và các văn bản quy định có liên quan, tiếp tục đồng hành với địa phương trong tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của đời sống xã hội và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội nghị cũng dành thời gian lắng nghe các cơ quan báo chí phản ánh, nêu những khó khăn vướng mắt trong tác nghiệp, đồng thời đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, tiếp cận thông tin chính thống, qua đó góp phần giúp cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn, xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Võ Hoàng Bình, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong thông tin phản ánh kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kịp thời phản ánh các nhiệm vụ của địa phương và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, các cơ quan báo chí còn chấp hành tốt định hướng, căn cứ nhiệm vụ tình hình thực tiễn để có kế hoạch sản xuất tin bài tuyên truyền hoạt động các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh từ nay đến hết năm 2024. Báo đa địa phương cần tăng cường thông tin phản ánh các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo địa phương tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những nội dung quan trọng cốt lõi của chỉ thị 35, Ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là việc tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm ở cơ sở theo chỉ đạo, kế hoạch của các tiểu ban đại hội 17 Đảng bộ tỉnh tuyên truyền thông tin chỉ đạo của Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tổng kết đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước. Thường trực Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố năm 2024. Tại buổi đối thoại, cán bộ, công chức, người lao động đã có hơn 20 ý kiến phát biểu tập trung vào các nhóm vấn đề như chế độ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức, người lao động, chế độ chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác cho giáo viên công tác lâu năm ở vùng ven về trung tâm thành phố, chấn chỉnh thái độ làm việc chưa tốt của một số cán bộ công chức viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính tại bệnh viện, cơ quan công an và một số bộ phận một cửa Phát biểu tại buổi đối thoại đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức viên chức người lao động. Đồng thời, đề nghị các cơ quan ban ngành của thành phố tiếp thu những ý kiến kiến nghị, từ đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chế độ chính sách cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ngoài ra trên cơ sở các ý kiến giải pháp của các đồng chí lãnh đạo của các ban ngành liên đoàn lao động thành phố tiếp thu và xem đây là cơ sở thực tiễn để các cấp công đoàn đề ra các hoạt động phù hợp cũng như phối hợp tốt với các cấp các ngành kịp thời tham mưu đề xuất với thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vấn đề liên quan để công chức viên chức người lao động yên tâm lao động góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 25 tháng 10, giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng từ 500 đến 1.000 đồng trên 1 kg tại các địa phương so với hôm qua. Trong đó tại Gia Lai, mỗi kg hồ tiêu được thu mua với giá 145.700 đồng, tăng 500 đồng trên 1 kg. Tương tự tại một số tỉnh trong hồ tiêu trọng điểm ở khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay cũng tăng 500 đồng trên 1 kg. Cụ thể, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk là 146.700 đồng trên kg, tại Đắk Nông là 147.000 đồng trên 1 kg. Mức giá hồ tiêu tại Đắk Nông cũng là mức giá thu mua cao nhất cả nước trong ngày 25 tháng 10. Được biết đây là ngày tăng liên tiếp thứ hai của thị trường trong nước sau chuỗi thời gian giảm và đi ngang giữa tháng 10 năm 2024. Sáng nay ngày 25 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo tổng kết mô hình cánh đồng lúa một giống DT100. Mô hình có quy mô 20 hecta với 47 hộ tham gia, được triển khai từ làng Úc 1, xã Gia Hờ Rung, huyện Gia Rai, kinh phí thực hiện từ nguồn phát triển đất trồng lúa của Ủy ban dân huyện. Khi tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ một phần giống lúa, phân bón, vôi bột, thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi được Ủy ban dân huyện phê duyệt dự toán, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã tiến hành các bước mua sắm vật tư đồng thời phối hợp với Ủy ban dân xã Gia Hờ Rung, Ban Nhân dân Làng Úc Một khảo sát chọn địa điểm, tổ chức hợp dân chọn hộ tham gia mô hình. Quá trình triển khai, đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cấp giống phân bón, vật tư phân bón, định kỳ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ tham gia mô hình. Qua thu hoạch một số diện tích, năng suất lúa ước đạt 6,2 tấn trên 1 hecta. Mô hình được thực hiện nhằm đưa giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao vào sản xuất để thay thế dần giống lúa cũ kém hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, lương thực trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, Triển lãm nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai năm 2024 với chủ đề Gia Lai trong tôi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 11 tại danh thắng Biển Hồ, thành phố Pleiku. Với 100 tác phẩm của 25 tay máy chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng các sự kiện lớn diễn ra tại Gia Lai vào tháng 11 gồm tuần lễ Hoa Giả Quỳ Núi Lửa Chưa Đăng Gia và Giải Chạy Gia Lai City Trail 2024 nghệ sĩ ưu tú đặng công hưng phó chủ tịch phụ trách hội văn học nghệ thuật tỉnh cho biết triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về những thành tựu của vùng đất cao nguyên trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh cùng với đó tôn vinh giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên đất và người gia lai đến với người dân du khách và nhà đầu tư đó là các danh thắng di tích lịch sử văn hóa, các công trình kinh tế, văn hóa du lịch tiêu biểu là hoạt động, lễ hội, mang đậm bản sắc văn hóa là nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, cảnh phơi cà phê hết sức quen thuộc cũng có thể được khai thác để trở thành khoảnh khắc của nghệ thuật như các tác phẩm Phơi cà phê, Trần Quang Hồng, Cây đảo cà phê, Nguyễn Quang Thành, Vùng cà phê, Lê Văn Vinh, Phơi cà phê sạch, Phạm Công Quý. Cũng trong dịp này, tại khu vực nhà rông làng Gia xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Bả, Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức trưng bày 40 tác phẩm nghệ thuật thuộc các thể loại phong cảnh chân dung sinh hoạt, đời thường, tỉnh vật. Trưng lãm nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh lễ hội tín ngưỡng đặc sản ẩm thực, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến du khách tham gia, tuần lễ Hoa Giả Quy Núi Lửa chưa Đăng Gia năm 2024. Từ nguồn vốn của tiểu dự án 1, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bình vững giai đoạn 2021-2025, huyện Chứ Bứ đã triển khai các dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, liên kết sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn 987 triệu đồng năm 2003, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã xây dựng 6 dự án cho các tổ cộng đồng tại 5 xã gồm Gia Bờ Lứ, Gia Hờ La, Gia Lê, Gia Rông, Gia Hờ Rú. Trong đó có 3 dự án trồng dâu nuôi tầm và 3 dự án hỗ trợ bò sinh sản, với 66 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng. Ông Nguyễn Công Trình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Bứ Thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ủy banh dân huyện ngay từ khi triển khai tiểu dự án 1, dự án 3, Trung tâm phối hợp với các xã, thị trấn và các tổ cộng đồng điều tra, khảo sát nhu cầu thực tế giảm nghèo theo sự lựa chọn về cây trồng, vật nuôi của những hộ được thụ hưởng. Theo ông Nguyễn Công Trình, quá trình thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 cũng gặp không ít khó khăn do hoạt động của các tổ cộng đồng còn hạn chế. Thủ tục lập kế hoạch, thuyết minh cung cấp giống cây trồng vật nuôi còn phức tạp nên người dân rất khó thực hiện theo quy định. Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra các trận chung kết ở nội dung đối kháng đơn nam và đơn nữ ở giải vô địch tại Windows quốc gia năm 2024. Gia Lai có hai vận động viên lọt vào các trận chung kết là cặp song sinh Nguyễn Thị Mai, hàng cân 46 kg nữ và Nguyễn Thị Loan, hàng cân 53 kg nữ với hai tấm huy chương vàng này Mai và Loan đều bảo vệ thành công thành tích của mình ở giải đấu năm 2023. Tính đến thời điểm này, Tay Quân Đô gia Lai đã giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng tại giải vô địch Tay Quân Đô Quốc gia năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng vụ cháy chùa Vạn Phật tổ một phường Hoa Lư thành phố Pleiku vào chiều ngày 22 tháng 9 một số kẻ lừa đảo đã lập các trang Facebook mang tên chùa để kêu gọi quyên góp tiền nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chùa Vạn Phật có một trang chính thức trên mạng xã hội Facebook với 2,5 ngàn lượt người theo dõi trang Facebook này được nhà chùa lập từ ngày 13 tháng 8 năm 2017 Mục đích để đăng tải những thông tin hoạt động của nhà chùa và chia sẻ các khóa thiền và lại Phật online cho các Phật tử không có thời gian tu tập tại nhà chùa. Sau vụ cháy chùa Vạn Phật gây thiệt hại lớn vào chiều ngày 22 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một số trang giả mạo chùa để kêu gọi quyên góp. Chùa Vạn Phật đã ra thông báo về việc không có bất cứ lời kêu gọi đóng góp nào qua mạng xã hội. Tuy nhiên ngày 22 tháng 10 trên mạng xã hội Facebook tiếp tục xuất hiện một trang có tin Chùa Vạn Phật để kêu gọi quyên góp với thủ đoạn rất tinh vi. Theo nguồn tin của phóng viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, đã nắm thông tin về sự việc và đang tiến hành xác minh làm rõ. Một lãnh đạo đơn vị cho biết, đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng mà nhiều đối tượng đã sử dụng trong thời gian qua chúng có nhiều chiêu trò để tạo lòng tin rồi lợi dụng sự thương cảm của người dân trước những sự việc xảy ra trong xã hội để chuyển tiền vào tài khoản của chúng người dân cần cảnh giác xác minh thông tin chính xác tránh bị kẻ xấu lợi dụng Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.